Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Kênh của mình là Anh Thư Vlog đây. Hôm nay mình sẽ quay một cái clip là giới thiệu lương thực thực phẩm. Tại vì ngày mai là cả nước phong tỏa cái dịch, cho nên là mình sẽ cho các bạn coi nhà mình sắm là như thế nào. Đây, đây thì mình có một con gà nha. Đây là một thùng mì. Đây, mì Kokumi nha các bạn. Mình lấy chưa? Mì Kokumi nha. Mình mua 30 thùng. Nãy mình mới ăn, sáng mình mới ăn hai gói nha. Đây là cái gì đây mình không biết. Đây là một bao gạo siêu siêu bự. Nè, các bạn thấy nó nhiều chưa? Nhiều lắm á, ở ngoài đời thật có nhiều lắm. Đó, nhiều lắm. Đây, trong thùng này vẫn còn gạo. Các bạn không tin thế nữa mình lấy ra cho các bạn coi. Đây, đây cũng là một bao gạo rất là nặng. Đây là gạo nếp nha. Gạo nếp. Đây là rượu. Rượu. Đây nhà mình đã dự trữ rau rồi. Đây, cho các bạn coi luôn. Đây là rau. Đây. Đây nha, rau. Đây là tỏi, hành tỏi. Đây là cà rốt nha. Cà rốt. Cái củ gì đây ta? Không biết. Hành. Đây là hành. Sẽ mở túi lại cho các bạn coi. Đây, nhà mình còn một đống bánh tráng và phở nha. Phở. Đây là bánh tráng, để bữa nào mình sẽ làm bánh tráng hành. À các bạn ơi, cái này lâu mình cũng chưa uống nè. Ê các bạn ơi, đây nè. Đây. Đó, này mua lâu mà chưa uống. Để trong tủ lạnh. Đây là sữa, dự trữ sữa. Đâu cho các bạn coi. Sữa gì? Đây là sữa đào. Đó. Đây là cái dây này mình sẽ để đây. Ngày mai thì bọn mình chỉ ở nhà. Ngày mai mình sẽ làm clip đi xe đạp. Lâu rồi mình 3-4 ngày cái xe đạp. Cái gì? Ngày mai mình sẽ quay clip Mary đi xe đạp. Mary vừa có một cái xe đạp mới. Không tin tí nữa mình sẽ sang ngoài cho các bạn coi. Để dậy đây. Khi nào mình thích thì mình gỡ ra mình uống. Đây tủ lạnh của mình. Ê, trong này còn một hộp kem nè. Trời ơi, trong này còn mấy cái kem nè. Mà Mary rồi mua kem. Đó. Đó, nhưng mình dự trữ vậy nha. Đây là đường. Đây là cái gì? Đây là cái này. Đó. Cái gì mình thích á? Thích. Đây là bi nè. Đây là cái gì đây? Bơ à. Bơ này chín hết rồi. Các bạn ơi, nhà mình có cả gói sốt gà chiên nước mắm vậy nha. Bữa nào nhà mình làm mình ấy. Đó. Đây là cái gì đây ta? Đây là tép khô. Đây là tép khô. Đó. Tối nay mình rảnh cho nên mình quay. Đây là bánh tráng nha. Đây là sữa Đà Lạt Milk. Đây là bánh Danisa nha. Sữa Đà Lạt Milk à. Sữa Đà Lạt Milk vị sô-cô-la nữa. Ok. Giờ mình sẽ giới thiệu sữa cun nha. Đó. À ở đây có một quả đu đủ rồi nè. Đó, đây. Giờ mình mới mua một chai dầu ăn mới nè. Đó. Chung mua đầy đủ hết. Đây là một hộp sữa cun. Đây, Biên đang uống sữa. Đó. Đây là phòng của mình. Đó. Đây, cái này mình đã vẽ về dáng. Đây tối nay mình ngủ ở góc kia nha các bạn. Thằng Biên thì nó ngủ ở góc này nha. Đó. Đây. Đó. Đó. Bữa nay dịch cho nên bọn mình không phải đi học nha. Mình không biết khi nào đi học á. Kệ đi. Đó, nói chung là nhiều vậy nha. Giờ mình sẽ ra ngoài cho các bạn coi cái thùng sữa cun. Đó. Đây. Đây, nhà mình vẫn còn rất là nhiều thùng sữa cun nha. Và mục đích của bọn mình là phải sưu tập một đống thẻ này. Ờ, sưu tập cỡ chừng 19 thẻ thôi. Để mình đổi được cái ba lô. Ở trên cái chỗ đại lý á, người ta bảo là chỉ cần sưu, nếu mà trẻ em thì sưu tập 19 thẻ. Tại vì người ta thấy tội quá, người ta sao đây? Người ta cho. Đây, người mình sẽ thẻ người ta đền bù lại. Đây, ngoài
Đây là sóng nha. Hay là bật điện ngoài sân thử. Đây, bật điện ở ngoài nha. Clip của mình hôm nay sẽ dài 8 phút 7 giây. Đây, ở ngoài. Đó, đây là cái xe màu vàng nha. Đó, kia là cái xe đạp của bọn mình. Hồi tối các bạn thông cảm. Đó, bên này nhà hàng xóm. Hôm mình vào đây ngày mai mình quay. Đó, bên hàng xóm. Người ta bật đèn. Đang khóa cửa. Okay. Giờ dịch bọn mình nhìn cứ ở trong nhà thôi. Cứ ở nhà con quanh với cái xó bếp rồi. Hả? Bữa nay không có tiền mà mua quần áo đây này. Đang lấy tiền để mua gạo dự trữ đây này. Đây, đây là lịch. Nè, đây là tháng 1, tháng 2 mà bây giờ chưa xí ra luôn các bạn. Hả? Lạnh quá. Ngày mai là tháng 4 rồi. Ồ, phải tắt điện ngoài sân. Mình quên, mình chưa tắt điện ngoài sân. Ok, tắt. Đó, đây là cái tivi nhà mình. Chả có gì để chơi. Cho các bạn coi nè. Đó. Đây tấm hình của bố mình. Ngồi trên một chiếc xe mô tô. Đó. Màu cam rất là đẹp. Đó. Nghĩ là mình sẽ quay ngang cái điện thoại ha. Quay ngang thì chắc các bạn sẽ thấy nó rõ hơn. Ok. Đây. Đây góc để đồ. Đây nước đào nha, rất là thơm mùi đào. Hả? Sữa đào. À đây là nước đào. Vin là miêu. Miêu khỉ. Ơi, đó các bạn thấy mình làm đẹp không? Cái này mình đã vẽ nè. Đây là trà sữa này. Đó, đẹp chưa? Khá đẹp, khá đẹp. Rồi mình sẽ cho các bạn coi cái tủ đồ của mình. Hiện tại là mình có rất là nhiều áo thun. Và cái đồ đi học này lâu lắm mình chưa mặc. Cho nên mình suy nghĩ tưởng là ngày mai mình sẽ mặc đồ đi học nha các bạn. Ok. Đây là áo thun của mình. Áo thun tím nè. Áo thun màu da nè. Áo crop top nè. Áo màu đỏ. Áo thun đỏ nè. Áo thun hồng. Và áo thun trắng. Áo thun trắng này là của thằng Biên nha. Nhìn thằng Biên ở trong mình. Đây. Xin chào thằng Biên đi tặng. Đây. Đây là một cái mũ bảo hiểm của màu đỏ. Các bạn không thấy đỏ đúng không? Đây. Và mình sẽ đổi cho các bạn coi, đảm bảo là tấu hài. Đây, cái tủ của mình sẽ đổi. Và clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.